Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 19 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, trong quá trình chăm sóc, quản lý ao nuôi cá, việc kiểm soát màu nước ao rất cần thiết bởi màu nước ao phản ánh chỉ số của các yếu tố môi trường đang ở ngưỡng thích hợp hay ở mức báo động đối với sức khỏe của thủy sản nuôi. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với bà con cách nhận biết và khắc phục khi ao nổi nhiều váng xanh trong nuôi cá nước ngọt. Ao nổi nhiều váng xanh là do sự phát triển của tảo lam hay còn gọi là vi khuẩn lam. Khi tảo lam phát triển quá nhanh gây hiện tượng tảo nở hoa, tảo tàn và nổi lên tạo thành lớp váng ở trên mặt ao, thường gọi là váng tảo. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do bón phân quá nhiều phân chuồng, cho cá ăn dư thừa thức ăn tạo thành mùn bã hữu cơ, làm ô nhiễm đáy ao, không thay nước kịp thời. Tảo lam phát triển mạnh sẽ xảy ra tình trạng ô nhiễm và thiếu oxy trong ao, gây ngạt cá, đặc biệt cá chấm cỏ, cá giảm ăn sau đó bỏ ăn, thường xuyên nổi trên mặt nước, chậm phát triển, giảm sức đề kháng, từ đó dễ phát sinh bệnh, thậm chí cá bị chết. Để tiêu diệt tảo lam trong ao thì bà con cần chú ý cắt nguồn dinh dưỡng đưa xuống ao, thay nước, tăng cường oxy, dừng ngay việc đưa phân xuống ao nếu đang sử dụng phân chuồng, giảm 1/2 lượng thức ăn của cá, cần theo dõi tính toán lượng thức ăn để cá ăn đủ, không để dư thừa dưới đáy ao. Bà con thay từ 30-40% lượng nước trong ao bằng cách rút nước đáy và bổ sung nước tầng mặt. Thay 2-3 ngày liên tục tùy theo mức độ ô nhiễm của ao. Nước cấp vào phải đảm bảo từ nguồn nước sạch và được lọc qua túi lọc tại cống cấp nhằm loại bỏ các mầm bệnh, cá tạp từ bên ngoài xâm nhập vào ao nuôi. Hằng ngày vệ sinh ao, vớt hết váng tảo đổ xa bờ ao. Tiếp theo là tiêu diệt tảo. Bà con có thể dùng thuốc khử trùng để diệt tảo, dùng từ 1-2 lần, mỗi lần cách nhau 2-3 ngày, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Bước 3, làm sạch môi trường nước và đáy ao. Sau khi khử trùng 1-2 ngày, bà con dùng chế phẩm sinh học để giảm độc cho cá, đồng thời phân hủy các chất thải, thức ăn dư thừa trong nước, tạo vi sinh vật có lợi, ức chế vi sinh vật có hại. Và tiếp theo là phòng bệnh cho cá. Sau khi cá trải qua đợt bị nhiễm độc, thiếu oxy, sức đề kháng của cá giảm. Vì vậy, bà con cần dùng một số thảo dược như là bột tỏi để phòng bệnh cho cá, đồng thời tăng sức đề kháng và chống sốc cho cá bằng vitamin C hoặc là B1. Định kỳ mỗi tháng 2 lần sử dụng vôi bột hòa đều vào chậu, tạt đều khắp ao để phòng bệnh cho cá. Còn về tình hình thời tiết, ngày mai nắng vẫn bao trùm toàn Bắc Bộ nhưng nhiệt giảm nhẹ, trưa chiều dao động từ 33-36 độ. Đến chiều tối, mưa dông có khả năng xuất hiện ở khu vực Nam Đồng Bằng như là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương. Bà con cần đề phòng dông mạnh khi có mưa. Khu vực Trung Bộ ngày mai vẫn phổ biến nắng nhiều và vẫn còn khá là nóng. Nhiệt độ cao nhất toàn miền dao động từ 33-37 độ. Tuy nhiên, do sự tác động của hoàn lưu gió đông ở mực cao nên chỉ sau khoảng 1 giờ chiều là mây dông đã hình thành và sẽ cho mưa rào từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế. Mưa không xảy ra trên diện rộng, chỉ xuất hiện rải rác. Tuy nhiên, bà con cũng cần đề phòng một số nơi vùng núi phía Tây có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh. Khu vực còn lại, các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn khá thuận lợi trong khoảng thời gian từ sáng đến 16 giờ chiều khi trời có nắng và ít mưa. Sau đó thì mây dông sẽ kéo đến và cho mưa rào nhiều nơi. Bà con cần cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm chớp. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, phía Đông Nam có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, cao nhất từ 34-36 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, vùng Trung Du và Nam Đồng Bằng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, cao nhất từ 33-35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, tuy nhiên thì nắng nóng giảm dần cường độ, chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, cao nhất từ 34-36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 33-37 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 31-34 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất từ 33-36 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.